Mới đây thì một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn clip tại một cây xăng kèm theo thông tin tài xế xe ô tô có hành vi quỵt tiền đổ xăng. Sau khi được chia sẻ thì đoạn clip đã nhanh chóng nhận về rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Theo tài khoản được chia sẻ đoạn clip thì tình huống xảy ra tại Hà Nội được camera giám sát ghi lại diễn biến. Cụ thể, một chiếc ô tô màu đỏ, biển vàng vào thời điểm trên đã tiến vào cây để đổ xăng. Tài xế ô tô ra dấu đổ 500.000 đồng và được một nam nhân viên rút còi xăng bơm. Sau đó, nam nhân viên trả tiền lại cho khách phía trước rồi đi thẳng vào trong trạm. Lúc sau, nữ nhân viên ra kiểm tra và rút còi bơm xăng. Tài xế định tăng ga phóng đi mà chưa thanh toán tiền. Lúc này, nữ nhân viên mới gọi lại và đòi tiền, nhưng tài xế nói gì đó rồi phóng xe đi. Theo chia sẻ của người đăng bài, thì nhân viên đã chạy theo đòi tiền, nhưng tài xế lái xe không trả. Lúc diễn ra sự việc, nhân viên cây xăng không kiểm tra camera được do quá đông người, vì vậy mới dẫn đến sự việc trên. Người bốc phốt cũng ghi lại biển số xe và mong rằng tài xế sẽ đọc được, quay lại cây xăng để trả tiền. Hiện tại thì sự việc vẫn đang được nhiều người quan tâm và chú ý. Các bạn có suy nghĩ gì về hành động và cách cư xử của người chủ xe trong đoạn clip trên? Hãy cùng chia sẻ nhé!